Tập 12, giống trời vượt biển. Ta sẽ khiến ngươi phải quay về nơi chín suối. Bằng Nguyên Soái, Nguyên Soái làm gì vậy? Ta chẳng làm gì cả. Ta theo sự hoàng, hắn muốn giết ta. Bằng Nguyên Soái, đây không phải là nước Ngụy của ngài mà là nước Sở. Ta đang giúp Sở Vương. Sở Vương bảo ta giám sát hắn viết binh pháp. Hắn không viết nên ta phải cảnh cáo hắn. Không phải là ta không viết, mà ta không viết cho ngươi. Viết cho ta hay viết cho Sở Vương thì cũng thế thôi. Không, ta viết cho Sở Vương là để thực hiện lời hứa của mình. Nhưng nếu viết cho ngươi là nối giáo cho giặc. Ngươi nói hay lắm, hay lắm. Ngươi có nói gì ta cũng mặc kệ. Nhưng bộ binh pháp Tôn Tử mà ngươi viết ra nhất định phải để ta phân biệt thật giả. Hay lắm, gây chuyện hay lắm. Quả nhân muốn họ cứ gây chuyện như vậy. Cuối cùng thì Bằng Quyên sẽ không có được bộ binh pháp Tôn Tử đó. Đại vương, theo ý vi thần, giờ nên lập tức bảo Bằng Quyên về. Bảo hắn về thì ai sẽ phân biệt thật giả của bộ binh pháp Tôn Tử đấy. Sẽ nói với Tôn Tẫn là sau khi bộ binh pháp Tôn Tử viết xong, sẽ cho mời Bằng Quyên đến để phân biệt thật giả. Có Bằng Quyên xem xét, thì Tôn Tẫn sẽ không dám làm giả đâu. Cách nghĩ của khanh hoàn toàn giống như quả nhân. Sao? Muốn đuổi ta ư? Bằng Nguyên Soái, xin chớ hiểu lầm. Không phải là chúng ta muốn đuổi Nguyên Soái. Nếu Nguyên Soái không đi, thì Tôn Tấn không chịu viết bộ binh pháp đó ra. Đợi khi hắn viết xong, Nguyên Soái sẽ quay lại để phân biệt sự thật giả của nó. Là ý của tiên sinh hay là ý của Tôn Tấn đây? Là ý của đại vương. Thế Tôn Tẫn viết xong bộ binh pháp đó, liệu Sở Vương có định thả hắn về không? Không. Không biết bộ binh pháp hắn viết ra là thật hay giả, thì sao có thể thả hắn về được? Nếu biết rõ thật giả rồi thì sao? Dù thật hay giả cũng không thể thả hắn về được. Nếu muốn thả hắn về thì khác nào thả hổ về rừng. Thế thì ta yên tâm rồi. Vậy khi nào Nguyên Soái rời khỏi đây? Ngày kia. Vậy ta sẽ đi bẩm báo với đại vương để đại vương bày tiệc tiễn Nguyên Soái. Không cần. Ta còn quay lại cơ mà. Cứ để lần sau. Có thể vào được không? Vào đi. Chỉ cần không phải là lúc ta viết binh pháp thôi. Sư huynh, để đến để cáo từ. Sao? Không giám sát việc ta viết binh pháp ư? Thực ra, hoàn toàn không cần để giám sát huynh. Huynh là người trọng tín nhiệm. Những việc huynh đã nhận lời thì nhất định sẽ làm được. Chưa chắc đâu. Việc đó còn phải xem đã xảy ra lúc nào, ở đâu và đối với ai. Nói như vậy là huynh không định thực hiện lời hứa với Sở Vương ư? Ta đâu có nói như vậy. Để nghe đại phu Sử Hoàng nói, cho dù huynh viết xong bộ binh pháp đó thì Sở Vương cũng sẽ không định thả huynh về đâu. Nói là không thể thả hồ về rừng được. Ta không phục đệ thật đấy. Chuyện giả dối như vậy mà ngươi nói như thật ấy. Đệ biết. Trong con mắt của huynh, đệ rất bị ổi. Suốt đời này huynh sẽ không tin đệ.
Thực ra trước đây chúng ta đâu có như vậy. Hồi cùng học ở hang Quỷ Cốc, đừng nhắc đến chuyện hang Quỷ Cốc nữa, ngươi không xứng. Đúng. Đệ không xứng. Sở dĩ đệ không xứng là vì đệ đố kỵ. Đố kỵ với người có tài hơn đệ. Đố kỵ với người có địa vị cao hơn đệ. Những thứ đệ không có được mà người khác có, đệ cũng đố kỵ. Sự đố kỵ đã khiến đệ quên đi tình nghĩa đồng học, khiến anh em chúng ta trở mặt thành thù. Sự đố kỵ đã khiến đệ làm những việc không phải với huynh, và cũng khiến đệ trở thành kẻ bị ổi nhất trên đời này. Đệ biết, có thể huynh cho là đệ giả dối. Điều này cũng khó tránh được. Đệ đã dồn huynh vào chỗ chết, mãi mãi mất đi sự tin tưởng của huynh đối với đệ. Nhưng hôm nay, đệ quyết không giả dối đâu. Sở dĩ đệ hận mình không phải vì đệ hối hận, mà vẫn là vì đố kỵ. Đệ đố kỵ Sở Vương, hắn sắp có được bộ binh pháp tôn tử mà đệ không có được. Câu này thì ngươi nói thật đấy. Cho nên đệ muốn huynh trốn khỏi nước Sở. Những thứ mà đệ không có được thì Sở Vương cũng đừng hòng có được. Ta trốn khỏi nước Sở về nước Tề thì ngươi cũng chẳng có lợi được gì. Tôn huynh, đệ chỉ nói là giúp huynh trốn khỏi nước Sở, chứ có nói là để huynh về nước Tề đâu. Vậy thì ta phải về đâu? Sang nước Ngụy. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, chẳng thà không bỏ trốn còn hơn. Tôn huynh, đệ vẫn chưa nói hết cơ mà. Đệ muốn nói là sang nước Ngụy, nước Hàn, nước Triệu, nước Yên, nước Tần, những nước đó huynh đều có thể đến được, chỉ không được đến nước Tề thôi. Nếu huynh chấp nhận điều kiện của đệ thì đệ có thể giúp huynh trốn khỏi nước Sở. Người chỉ có một điều kiện thôi ư? Đương nhiên còn một điều kiện nữa, là phải cho đệ một bộ binh pháp tôn tử. Đấy mới là mục đích thật của người. Đúng thế. Điều này không thể được. Dùng một bộ binh pháp để đổi lấy một tính mạng, huynh phải nên nhận lời chứ. Nếu người cũng như Sở Vương, sau khi có được bộ binh pháp lại không tha cho ta, thì ta biết làm thế nào? Để có thể thề với trời. Ta không tin lời thề của người. Vậy huynh nói xem phải làm thế nào? Sau khi người giúp ta thoát khỏi nguy hiểm, điều ta nói không chỉ là nước Sở mà cả nước Ngụy của các người, ta cũng sẽ cho người bộ binh pháp kia. Được. Cứ quyết định như thế nhé. Khoan đã. Huynh còn có yêu cầu gì nữa? Ta muốn biết là ngươi sẽ giúp ta bỏ trốn như thế nào. Yêu cầu này không có đáng. Để có thể nói trước cho huynh biết. Sở Vương để đệ về trước, đợi khi huynh viết xong bộ binh pháp đó sẽ quay lại. Sau khi đệ đi, huynh hãy nói với Sở Vương rằng bộ binh pháp tôn tử là kiệt tác của thánh hiền, không thể viết ở nơi đô thị ồn ào được, hoặc phải tìm một hang núi giống như hang Quỷ Cốc. Nếu không, tức là đã sỉ nhục anh linh thánh hiền, mà sỉ nhục anh linh thánh hiền thì sẽ bị ông trời trừng phạt. Sở Vương xưa nay là người tin quỷ thần. Nếu huynh nói như vậy chắc Sở Vương sẽ tin. Sau đó huynh hãy nói là ở vùng biên giới Sở Ngụy có một hang núi như thế. Sở Vương chắc chắn sẽ không nghi ngờ chuyện này, bởi vì đệ là kẻ tử thù của huynh. Huynh sẽ không trốn sang nước Ngụy. Sau khi huynh đến hang núi đó, đệ sẽ dẫn quân đến đột kích để cứu huynh ra khỏi nước Sở. Huynh thấy thế nào? Sao? Huynh vẫn không tin đệ ư? Nói như vậy là sau khi ta trốn khỏi nước Sở thì sẽ rơi vào bàn tay của ngươi ư? Vậy huynh thử nói xem nên làm thế nào. Ta cũng chẳng có biện pháp gì hơn cả. Nếu chẳng có biện pháp gì hơn thì phải nghe đệ chứ. Vậy sau khi đến hang núi đó sẽ liên lạc với ngươi thế nào? Đệ sẽ sai người đến tìm huynh. Khi sự nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, đệ quyết không nuốt lời đâu. Thôi được, ta đành mạo hiểm một lần nữa vậy. Người ta cứ nói là Bàng Quyên lắm mưu nhiều kế, nhưng theo quả nhân thì lại không hẳn như vậy. Quả nhân mới dùng một mẹo nhỏ
đã đuổi được hắn đi. Sĩ Hoàng Đại Phu, Đại Phu Sĩ Hoàng, hãy dục tôn tẫn nhanh chóng đích bộ binh pháp đó ra đi. Tuân mệnh. Xin tuân lệnh. Tuân 先生. Tuân tiên sinh. À. Tuân 先生. Tuân tiên sinh. Binh pháp 写的怎么样? Bộ binh pháp đó viết đến đâu rồi? À, hả mấy chuyện ta còn chưa viết. Tuân 先生. Tuân tiên sinh. Nhi bù sư khai văn chào. Đùa đấy ư? Trên à? Không, ta nói thật đấy. Bù khai văn chào. Tuân 先生. Tuân tiên sinh. Nhi chỉ rắn đá yên lòng đã nhận lời với đại vương. Chú bù yên gai chú ẩn phá như vậy. Sư Hoàng Đại Phu. Đại Phu Sư Hoàng. Ta không lật lọng. Chỉ có điều là bộ binh pháp đó không thể viết ở những đô thị ồn ào như thế này được. Tuân binh. Tuân tiên sinh. Nhưng không biết tại tiên sinh chớ bày đặt quỷ kế với ta đấy. Hoàn nông quỷ kế à. Sư Hoàng Đại Phu. Đại Phu Sư Hoàng. Xin chớ hiểu lầm. Trước đây thầy quỷ cốc truyền thụ cho ta bộ binh pháp này. Ta luôn nhắc nhở ta rằng. Binh pháp là tác phẩm của thánh nhân Tôn Vũ. Việc truyền thụ binh pháp không thể tiến hành ở nơi đô thị ồn ào được. Mà nhất định phải ở nơi hang núi ôn tịch. Nếu không sẽ là sự sỉ nhục đối với thánh hiền. Mà sỉ nhục với thánh hiền thì dù là người giữ bộ binh pháp đó hay là người viết bộ binh pháp đó ra đều bị ông trời trừng phạt. Cho nên nếu muốn ta viết bộ binh pháp đó cho đại vương thì nhất định phải tìm một hang núi ôn tịch. Sao tiên sinh không nói ra sớm? Thì bằng quyền còn ở đây ta không thể nói ra được. Vì nếu hắn biết nhất định sẽ có nhiều điều bất trắc. Tiên sinh nói cũng phải. Nước sở có nhiều hang núi lắm. Ta sẽ tìm cho tiên sinh một chỗ. Sau đó sẽ dẫn tiên sinh lên đấy. Được. Chỉ có điều là không phải bất kỳ hang núi nào cũng thích hợp với việc viết lại bộ binh pháp đó. Mà hang núi đó cần phải có linh khí, tiên khí. Nếu không bộ binh pháp sẽ mất đi sự bảo vệ của các thần linh. Tiên sinh yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp tiên sinh. Thế thì tốt. Nếu đại vương không nóng lòng muốn thấy bộ binh pháp này thì cứ từ từ tìm đi. Tiên sinh muốn nói là ta không tìm được ư? Không, có thể tìm được. Nhưng phải mất một ít thời gian. Năm xưa thầy Quỷ Cốc khi tìm được hang Quỷ Cốc cũng phải mất vài năm. Nếu mà có thể tìm được một nơi giống như hang Quỷ Cốc thì e cũng phải mất vài năm. Không được, không được. Chúng ta không thể mất nhiều thời gian như vậy được. Nếu đại vương nóng lòng muốn thấy bộ binh pháp đó thì không phải là không được. Chỉ có điều là rất nguy hiểm thôi. Tiên sinh nói như vậy là có ý gì? Hồi ta sang nước Ngụy, thì tới biên giới hai nước sở Ngụy, ta đi qua một hang núi rất giống hang Quỷ Cốc. Nếu viết lại bộ binh thư này ở hang núi đó thì rất thích hợp. Chỉ có điều là nơi đó rất gần với biên giới nước Ngụy. Nếu để bằng quyên biết thì nó sẽ hãm hại ta mất. Việc đó thì tiên sinh được lo, đại vương có thể đưa quân đến bảo vệ tiên sinh mà. Nếu đưa quân đi, thì chắc nào nói với bằng quyên về tung tích của ta. Nếu hắn đem quân của cả nước Ngụy đến thì làm thế nào? Đại vương cũng có thể đem quân của cả nước sở đến bảo vệ tiên sinh. Một hang núi nhỏ nho sao có thể chứa nhiều quân như vậy? Cho dù có thể chứa được thì quân sẽ ăn uống gì đây? Có thể cho người mang tới. Minh Pháp Tôn Tử nói, nếu dùng 10 vạn quân vượt qua biên giới nghìn dặm để tác chiến, thì mỗi ngày phải chi phí tới 1000 lạng vàng. Đại vương đưa quân đến hang núi hoang sơ đó, tuy không phải là vượt qua biên giới nghìn dặm để tác chiến, nhưng chi phí hàng ngày cũng không dưới 500 lạng vàng. Bộ binh pháp đó không thể mỗi ngày là có thể viết xong. Vậy đại vương sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu lần 500 lạng vàng đây? Nhưng việc này chỉ là thứ yếu. Nếu nước khác nhân lúc trống vắng mà xông vào thì biết làm thế nào? Vậy tiên sinh thử nói xem nên làm thế nào? Ngài hãy về bằng với đại vương để đại vương phân tích kỹ sự lợi hại rồi tự quyết định. Đại vương, theo ý vi thần nên chọn một hang núi khác thì hơn. Ye chang meng duo, để lâu ngày sẽ lắm chuyện. Quả nhân muốn sớm có được bộ binh pháp đó. Nhưng nếu đến biên giới sở Ngụy, ngộ nhỡ để lộ tin này ra, thì chắc chắn bằng quyền sẽ đến cướp tôn tẫn về. Thực ra bằng quyền không đáng sợ.
Quả nhân sẽ cho 5.000 quân túc trực và mai phục trong hang núi, rồi cử thêm một số thám báo lẻn sang nước Ngụy. Một khi Bằng Quyên có bất kỳ động tĩnh gì, thì có thể lập tức bảo vệ Tôn Thánh rút khỏi hang núi. Người mà quả nhân lo lắng là Tôn Thánh. Ông ta nói là ở giữa biên giới sở Ngụy có một hang núi. Liệu việc này có gì dối trá không? Đại vương, thần cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôn Tẫn không có điều gì dối trá đâu. Bằng Quyên là kẻ tử thù của ông ta. Nếu ông ta muốn đến vùng biên giới sở Ngụy, thì đối với ông ta sẽ là bất lợi. Nếu ông ta muốn đến vùng biên giới sở Tề hoặc là sở Hàn, thì có lẽ mới là sự gian trá. Được, đại phu Sử Hoàng, ngươi hãy cầm binh phù của quả nhân, điều động 5.000 tinh binh bảo vệ Tôn Tẫn. Vâng. Khi đến nhà khách, đừng nói với Tôn Tẫn rằng đây là kế sách của ta. Vi thần hiểu ạ. Đại vương muốn thử ông ta một lần nữa ư? Đúng thế. Tôn tiên sinh, đại vương của ta đã nhận lời đưa tiên sinh đến vùng hang núi sở Ngụy rồi. Có quân bảo vệ không? Có, nhưng không nhiều. Như thế không được. Nếu Bằng Quyên đem quân đến đột kích thì tính mệnh của ta nguy hiểm. Tôn tiên sinh cứ yên tâm đi. Hành động lần này rất bí mật, chúng ta không để cho hắn biết đâu. Như thế thì khó quá. Bằng Quyên hận ta đến tận xương tủy. Hắn sẽ thông qua một con đường để tìm hiểu hướng đi của ta. Vậy ý của tiên sinh là, nếu sở vương không thể bảo đảm tính mệnh cho ta, thì ta sẽ không đến vùng biên giới sở Ngụy đâu. Thế này đi, ta sẽ xin đại vương cử 5.000 tinh binh mai phục trong hang núi, rồi đưa thêm một số thám báo lẻn sang nước Ngụy. Hễ Bằng Quyên có bất kỳ hành động gì, thì sẽ lập tức bảo vệ tiên sinh rút khỏi hang núi. Tiên sinh thấy thế nào? Đây mới là kế sách ổn. Nếu kế sách đó có thể tiến hành được, thì ngày mai chúng ta sẽ đến vùng biên giới đó. Ngày mai thì quá gấp. Tiên sinh còn phải bẩm với sở vương cử 5.000 quân tinh nhuệ để bảo vệ ta chứ. Tôn tiên sinh, quân đã chuẩn bị xong rồi. Ngài muốn thử ta ư? Đây không phải là ý của ta mà là ý của đại vương. Đại vương thiếu tin tưởng ở người khác. Nếu ta có điều gì dối trá thì cũng sẽ không bảo hiểm vào hang cọp đâu. Thôi được, như vậy ta không đi nữa. Tôn tiên sinh hãy chọn hang núi khác đi. Tôn tiên sinh đừng nên bực mình. Việc mà đại vương đã quyết định thì ta và ngài khó có thể thay đổi được. Thôi được. Nhưng ngài phải giúp ta một việc. Việc gì cơ? Chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ hết sức cố gắng. Việc này hơi khó nói ra. Việc gì vậy? Rất khó làm ư? Khó thì không khó. Chỉ có điều là không tiện nói ra. Ta muốn nhờ ngài tìm giúp một người. Tôi tin rằng có phải là đàn bà không? Đúng thế. Việc đó thì có gì là khó nói đâu. Đàn ông hiếu sắc là chuyện thường tình. Thôi được, tôi sẽ kiếm cho tiên sinh. Khoan đã, ngài đừng vội. Không phải bất kỳ cô nào cũng được, mà ta muốn tìm cô gái lần trước cơ. Sao, ân ái một đêm suốt đời khó quên hả? Không thể nói là suốt đời khó quên được, chỉ có điều là... Thế này đi. Thế cô ấy tên là gì? Ta không biết. Thế cô ấy đang ở đâu? Ta cũng không biết. Vậy tiên sinh bảo ta đi đâu để tìm cô ấy đây? Ta có một ý này. Hãy đi theo tiếp. Chuyện gì vậy? Có người ăn hiếp tiếp. Nó lại gây chuyện rồi. Chàng có đi hay không hả? Ta không đi, ta đang bận. Có người ăn hiếp tiếp mà chàng bỏ mặc ư? Chàng bỏ mặc ư? Cái này thì dẫn làm sao được? Ta không đi, ta đang bận. Chàng có đáng một người đàn ông không? Có người ăn hiếp tiếp mà chàng bỏ mặc tiếp ư? Chuyện gì vậy? Kệ cô ấy, gây chuyện lắm. Có người ăn hiếp tôi. Kẻ nào? Có một người đàn ông cao lớn ăn hiếp tôi mà ông ấy cứ mặc kệ. Tôi đi cùng với chị. Anh ta có phải là một người đàn ông không chứ? Nghe đây, nghe đây, thưa các vị. Ta đọc lại cho các vị một lần nữa nhé. Nếu ai biết được cô gái này thì hãy báo với Tôn tiên sinh ở nhà khách, sẽ được thưởng một lạng vàng đấy. Một lạng vàng đấy. Là hắn ư? Chính hắn.
Này, người anh em, hãy xin lỗi bà chị này đi. Người là thế nào với cô ta? Người đừng để tâm đến chuyện đó. Hãy xin lỗi chị ấy đi. Nếu không, ta sẽ không khách khí đâu. Người anh em nhỏ nhắn này sao mà to gan quá nhỉ? Sao? Người anh em, ngươi cũng thích cô gái này ư? Vậy ta có thể nhường cho ngươi đấy. Đứng dậy, hãy xin lỗi bà chị này đi. Nếu không ta còn đánh người đó. Hãy xin lỗi chị ấy đi. Chị à, ta không nên nói cô gái trong tranh này đẹp hơn chị, không nên để chị bực mình. Cô gái trong tranh này có là gì đâu, cả ngàn người xem vạn người sờ rồi, nhìn cô gái này lẳng lơ mà. Tiên sinh làm thế này là thế nào? Ta muốn tìm nàng. Tiên sinh tìm như vậy ư? Để nhìn người trong tạng người làm tiếp mất mặt rồi. Trung Ly cô nương, ta rất có lỗi. Ngày mai ta phải đi rồi. Ta nóng lòng muốn tìm nàng nên chả nghĩ được ra cách gì khác. Cho nên tiên sinh đi đường của tiên sinh, tìm thiếp để làm gì? Cô gái này nóng nảy quá nhỉ? Đây chính là cô gái mà ta muốn tìm. Hình như ta đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Vừa mới treo bức tranh đó lên thì đã tìm thấy cô ấy rồi. Thôi được, ta không quấy rầy tiên sinh nữa. Tôn tiên sinh, ngày lên đường chớ quên mang theo chiếc hòm đựng những thanh trúc kia đấy. Dù có quên mang theo người này cũng không nên quên mang theo cái hòm đó đâu. Chú Lý cô nương, tiên sinh nói gì? Tìm thiếp có việc gì? Chúng ta vào phòng trong nói chuyện đi. Sao tiên sinh biết là tiếp sẽ giúp tiên sinh? Bởi vì chúng ta là bạn. Nàng không thể thấy ta chết và không cứu. Tiên sinh không xứng đáng là bạn bè. Trung Ly cô nương, ta rất có lỗi với nàng. Nhưng quả thực là ta không thể lấy nàng được. Không phải muốn nói đến chuyện đó. Tiếp sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Vậy nàng chỉ muốn điều gì? Chuyện đó trong lòng tiên sinh biết rất rõ. Chẳng lẽ là chuyện lần trước ta không đi cùng với nàng ư? Chuyện đó có gì đáng đâu. Đó là do tiếp tự chuốc lấy thôi. Quả thực là ta không nghĩ ra. Nếu không nghĩ ra thì thôi, tiếp đi. Trung Ly cô nương. Trung Ly cô nương. Tiên sinh đi đường của tiên sinh, tiếp đi đường của tiếp. Giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Tiên sinh đi đường của tiên sinh, tiếp đi đường của tiếp ư? Nguyên soái, Tôn Tẫn đã tới rồi. Tốt lắm, Tôn Tẫn trúng kế của ta rồi. Quân sở có bao nhiêu người? Không nhiều ạ, chỉ đội 100 người thôi. Không, bọn họ không chỉ mang theo 100 người đâu. Nếu ta không đoán nhầm thì ít nhất quân sở phải có đến 4-5 ngàn người.
元帅，我们没看错，bọn tiểu nhân không nhìn nhầm đâu. Quân sở chưa có trăm. Tôi không nói là các ngươi nhìn nhầm. Ta không nói là các ngươi nhìn nhầm. Chủ vương không hội đeo chỉ. Sở vương không mất cảnh giác. Chỉ cử trăm người đi bảo vệ Tôn Tẫn đâu. Ngươi hãy quay lại hang núi tìm cách gặp Tôn Tẫn để thăm dò về quân số và vị trí của quân sở. Vâng. Hoàng Thông. Bằng Thông. Ngươi hãy lập tức đưa cánh quân ở phía sau bí mật hành quân ngày đêm tiến về vùng biên giới. Rõ. Tên Minh tướng có. Người hãy đem quân bí mật phong tỏa biên giới, chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Rõ. Tôn tiên sinh, vừa rồi tiên sinh đã thấy đấy. Quân của ta đã được bố phòng bí mật hoàn toàn theo yêu cầu của ngài. Giờ tiên sinh có thể yên tâm viết binh pháp rồi chứ? Được, ngày mai ta sẽ viết. Tôn tiên sinh, đừng để đến ngày mai mà nên viết ngay bây giờ đi. Ngày vội gì thế? Cũng chỉ hơn có nửa ngày thôi mà. Tôn tiên sinh, ta lo cho tiên sinh. Tiên sinh đừng để sinh ở trong hang núi này thêm nửa ngày là thêm nửa ngày nguy hiểm. Đại phu sư hoàng, đừng lo. 5.000 quân lính của ngài bố phòng như vậy, dù quân lính bằng quyền có đông gấp 5 lần cũng không thể tiến vào hang núi được. Cũng phải, cũng phải. Tôn tiên sinh, cẩn thận nhé. Thế nào, tên tiên sinh, bệnh cũ lại tái phát ư? Hang núi này ẩm ướt quá, chân của ta lại rất sợ ẩm ướt. Theo ta, vì đôi chân của tiên sinh nên sớm viết xong bộ binh pháp đó đi, để sớm rời khỏi chỗ này. Đương nhiên rồi. Thế nào, có cần tìm một người, tìm một cô gái đến chăm lo cho tiên sinh không? Đại phu sư Hoàng, khi ta viết binh pháp, điều cần nhất là sự yên tĩnh. Được. Vậy ngài cần gì cứ nói một tiếng nhé. Được. Cáo từ. Xin cáo từ. Tiên sinh, sao nàng lại đến đây? Tiếp không yên tâm về tiên sinh. Chẳng phải đã nói rồi ư? Chỉ cần đại quân của bằng vương đến thì đại phu sử hoàng sẽ đưa ta xuống núi. Mọi người cứ ở dưới chân núi chờ ta. Nếu đại phu sử hoàng có điều gì sơ sẩy thì sao? Không, ta đã bố trí cả rồi. Bằng quyền lắm mưu mẹ, mỗi nhỡ hắn từ một hướng mà tiên sinh không ngờ tới thì sao? Ta đã xem địa hình ở đây rồi. Nàng hãy mau xuống núi đi, mọi người đang chờ nàng đấy. Họ như tấn công vào, mọi người có điều gì xảy ra thì bắn cờ lệch chúng ta sẽ thua mất. Những người anh em đó đều là người của thiên, bọn họ không dám tùy tiện hành động đâu. Chân của tiên sinh còn đau, hãy để ở lại chăm lo cho tiên sinh nhé. Nếu như đại phu sử hoàng thấy nàng thì ông ta sẽ nghi ngờ, thiếp sẽ im lặng bên tiên sinh, ông ta sẽ không phát hiện ra đâu. Thôi được. Thôi để ta, đi nào, cứ để tiếp làm cho. Thế này có dễ chịu không? Cứ phải làm thế này một thời gian mới có hiệu quả. Người của bằng kinh tới đấy, để ta ra ngoài một lát.
tiên sinh phải cẩn thận một chút. Nguyên soái, thuộc hạ đã tìm được Tôn Tẫn rồi. Ông ấy nói đúng là quân sở có tới 4-5 ngàn người đang ẩn náu ở xung quanh núi. Đây là bản đồ ông ta vẽ cho chúng ta. Các người có quan sát dựa theo tấm bản đồ này không? Có, đúng như điều mà Tôn Tẫn đã vẽ. Tốt lắm. Đợi khi Bằng Thông đưa quân tới, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Người hãy đưa một số quân lính tiến tới vùng này. Tôn tiên sinh, Nguyên soái, chắc chắn là Tôn Tẫn giở trò rồi. Chúng ta đã bao vây hang núi, dù hắn có giở trò cũng không thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Hãy nổi trống lên, tiến thẳng vào hang núi. Rõ. Tôn tiên sinh, cẩn thận. Chú ý chân của tiên sinh đấy. Mau lên.